30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Bản tin 24 giờ. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ở những phút sắp tới đây, đầu tiên sẽ là những tin chính. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hồ chứa Tân An tại tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc lần đầu tiên mở tất cả các cửa xả lũ, nhiều video lan truyền trên mạng cho thấy, nhìn từ mặt sông người ta có thể liên tưởng tới thảm họa thiên nhiên kinh hoàng như trong những thước phim điện ảnh. Vào 9 giờ sáng hôm nay, hồ chứa Tân An ở tỉnh Chiết Giang đã mở toàn bộ cửa xả lũ với tổng lưu lượng là 8.700 m khối trên giây. Đây là lần đầu tiên mở cửa toàn bộ cửa xả lũ của con đập sau 84 năm kể từ khi hồ chứa Tân An được xây dựng vào năm 1959. Mực nước của hạ lưu sông Tân An đã tăng thêm hơn 6 m và người dân dọc theo sông đã sơ tán ngay trong đêm. Theo báo cáo chính thức, việc xả lũ bắt đầu vào sáng hôm qua. Ban đầu, 3 cửa được mở ra, sau đó là 5 cửa và sau đó là 7 cửa. Đến 9 giờ sáng hôm nay, tất cả các cửa đã được mở. Theo video ghi lại, áp lực nước mạnh đã khiến cho mặt sông trông như đại dương trước cơn bão lớn. Đài truyền hình Phương Đông cho biết với tốc độ dòng chảy 8.700 m khối trên giây thì sau 30 phút xả lũ, lượng nước được xả có thể lấp đầy Tây Hồ. Trước việc đập thủy điện mở cửa toàn bộ các cống xả lũ, toàn thành phố Hàng Châu đã bố trí gần 1.000 cơ sở lưu trú tránh lũ khẩn cấp, di chuyển 48.908 người tới nơi an toàn. Theo một video được cư dân mạng công bố, kể từ khi hồ chứa Tân An bị ngập lụt, mực nước ở hạ lưu sông Tân An đã tăng rất nhanh. Chỉ trong 24 giờ, mực nước của sông đã tăng hơn 6 mét. Đoạn video cho thấy quá trình nước dâng cao, hồ chứa nước Tân An lúc đầu mở 3 cửa xả để xả lũ. Mực nước dâng cao hơn 1,5 mét, lũ lụt tràn ra lối đi ven sông. Tiếp tục mở thêm 2 cửa, mực nước dâng cao hơn 3 mét và toàn bộ đoạn vỉa hè ven sông đã bị nhấn chìm. Tiếp tục mở 2 cửa nữa và mực nước tăng hơn 1,5 mét. Cái chòi bên sông chỉ còn nhìn thấy đỉnh. Khi toàn bộ các cửa xả được mở hoàn toàn, cái chòi này đã bị ngập hoàn toàn. Sau khi hồ chứa Tân Cương mở tất cả các cửa xả nước lũ, gần như tất cả thành phố và thị trấn ở hạ lưu sông đều bị ngập lụt. Nhiều ô tô và ngôi nhà bị cuốn trôi. Nước sông đã dâng tới tầng 2 và một số nơi có độ sâu là 11 mét. Từ video dưới đây, chúng ta có thể thấy được sức mạnh của việc xả lũ là rất khủng khiếp. Trong đó, nước thì bắn tung lên cao hàng chục mét, khiến cá bay tóe tung trên không trung. Tính đến ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc, với lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở gần 30 tỉnh, ước tính có trên 13 triệu người mất nhà cửa. Bóng dáng của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không thấy đâu. Truyền thông chính thức thừa nhận việc đập Tam Hiệp xả lũ. Hai ngày trước, Nghi Xương, thành phố nằm ngay dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc, hứng chịu lượng mưa lớn và đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Nước ngập đầy tầng hầm của nhiều công trình trong thành phố, cư dân mạng liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ rơi xuống cống và xe ô tô bị cuốn trôi. Ông Trương, một người dân, nói với Epoch Times rằng họ nghi ngờ chính quyền đã bí mật xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp và một số hồ chứa khác. Hậu quả là thành phố Nghi Xương và các khu vực hạ lưu bị ngập lụt nghiêm trọng, các con phố bị ngập chìm trong biển nước. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày hôm qua, ông Trương cho biết mỗi năm cứ đến mùa này là mưa, lượng mưa năm nay không lớn hơn các năm trước. Tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Xương năm nay? Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử. Kể từ đầu tháng, các khu vực ở thượng nguồn của sông đã có nhiều trận mưa lớn làm đầy hồ chứa của con đập này, ảnh hưởng đến các thành phố lân cận. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Epoch Times, ông Vương Duy Lạc, một nhà thủy văn người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Đức, đã nói rằng hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh, khi phải đối mặt với rủi ro an toàn do chứa quá nhiều nước, nó sẽ xả mà không báo trước. Ngày hôm qua, Bộ Thủy lợi của Trung Quốc tuyên bố rằng mực nước của gần 30 con sông đã đạt mức cao trên cảnh báo. Các bờ sông có thể bị vỡ nếu không thoát nước kịp thời, nghĩa là tính mạng của người dân đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tuyên bố trên có nghĩa là đơn vị điều hành của đập Tam Hiệp gián tiếp xác nhận rằng họ đã xả nước từ đập Tam Hiệp và các hồ chứa. Đến ngày hôm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chính thức tuyên bố và thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đã tiến hành việc xả lũ đầu tiên kể từ năm nay, với mục đích là phát điện. Điều này có thể gây ra một đợt lũ mới cho các khu vực gần đập Tam Hiệp. Để tạo ra nguồn điện, cần xả nước từ con đập. Bao Chính Phong, giám đốc bộ phận tài nguyên nước tại công ty con của công ty điện lực Dương Tử Trung Quốc, nói với truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã rằng lý do đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động là vì lượng nước chảy vào hồ chứa đáp ứng yêu cầu để bộ phận phát điện hoạt động. Ngày hôm qua, chính quyền hành động nhưng không thừa nhận việc xả lũ, đến ngày hôm nay mới chính thức thừa nhận việc xả lũ trên các phương tiện truyền thông. Hành động không báo trước cho người dân là rất nguy hiểm, trước việc xả lũ của đập Tam Hiệp đã gây ra hậu quả khôn lường. Hiện giới chức vẫn đang chưa công bố số người tử vong trong thảm họa. Mưa bão ở Tương Dương, Hồ Bắc khiến nước tràn ngập các thành phố, dây điện cao thế bị rơi xuống nước, một phụ nữ trẻ đang đi trên đường bị điện giật, một người phụ nữ cầm ô đã bị cuốn trôi. May thay có một người đàn ông cách đó vài mét đã tới để giải cứu. Có nhiều người đã bị điện giật khi cuốn trôi trong lũ, nhiều nơi đang bị ngập lụt, hãy mau chóng cứu người. Một cư dân mạng cảm thán, đây đúng là một thảm họa khủng khiếp nhất. Tứ Xuyên là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Tối hôm qua, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết
mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Miện Ninh, giết chết ít nhất 15 người. Tính đến ngày hôm qua đã có ít nhất 10 người mất tích. Cô Wang, một khách du lịch đến từ thành phố Miên Dương đã đến thăm khu vực này với bạn bè và chia sẻ với Epoch Times trải nghiệm của mình. Vào lúc 2-3 giờ sáng ngày hôm kia, chúng tôi nghe thấy ai đó gõ cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa sổ và thấy một ông già đang đứng trước nước lũ. Chúng tôi đã giúp ông lão vào phòng và thấy ông ta bị thương khắp người, chân ông ấy bị chảy máu. Wang nói thêm rằng khách sạn nơi cô ở không gửi bất kỳ một cảnh báo nào khi trận lũ lụt xảy ra, nhưng đã sớm điều tất cả nhân viên của họ đi trước. Cô Wang cùng các bạn đã gọi cho cảnh sát vào lúc nửa đêm, nhưng họ chỉ được giải cứu vài giờ sau đó. Khoảng 8 giờ sáng, nước đã ngập rất sâu. Cô cho biết hiện các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được thảm họa trên toàn quốc, bao gồm cả dịch bệnh, lũ lụt. Các thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân mà đến nay vẫn chưa rõ con số thực tế. Ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp của Bộ Chính trị tại Bắc Kinh. Ông không hề đề cập đến trận lũ lụt cũng như hậu quả và cách khắc phục. Ông chỉ nhấn mạnh một câu rằng, quân đội phải tuyệt đối trung thành, thuần phục và kiên cường. Mới đây, một đoạn video trên mạng xã hội Twitter cho thấy thượng nguồn đập Tam Hiệp bị sạt lở với diện tích lớn, tình thế đang ngày càng nguy cấp hơn. Và 3 năm trước cũng liên tục có tin rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng, thậm chí là có thể bị nổ tung. Vừa qua, một học giả kinh tế độc lập với tài khoản trên Twitter đã đăng một video nói rằng có lở đất với diện tích lớn ở thượng nguồn đập Tam Hiệp và đề cập rằng tình trạng này có khả năng khiến đập Tam Hiệp bị vỡ trong những năm tới. Nếu vậy, thì Vũ Hán lại là đứng mũi chịu sào. Sau đó đến Nam Kinh, Thượng Hải cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có cư dân mạng đã chuyển tiếp đoạn video và nói đập Tam Hiệp đang ngàn cân treo sợi tóc. Ngay từ 3 năm trước, Lãnh Sơn đã sử dụng các phương pháp so sánh ảnh vệ tinh nói rằng đập Tam Hiệp có biến dạng và có thể bị vỡ và cảnh báo rằng một khi đập Tam Hiệp vỡ, một nửa Trung Quốc sẽ lâm vào cảnh lầm than. Đảng Cộng sản Trung Quốc và những đại gia tộc kia cũng sẽ xong đời. Tin tức này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng trong và ngoài nước. Không ít cư dân mạng xem qua bản đồ vệ tinh, phát hiện hình ảnh vệ tinh của con đập đúng là có sự biến dạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước ồn ào của dư luận và sự lo lắng về tình trạng vỡ đập, truyền thông Trung Quốc đã tăng cường trấn an, nhưng các thông tin lại không đồng nhất. Có thông tin nói đập Tam Hiệp không biến dạng, có thông tin nói một bức ảnh vệ tinh khác của Google cho thấy đập Tam Hiệp hoàn toàn bình thường, có thông tin nói đã biến dạng nhưng là trạng thái đàn hồi. Đập nước biến dạng là chuyện rất bình thường, thuộc về phạm vi thiết kế cho phép. Kể từ khi bắt đầu dự án Tam Hiệp, không ngừng xuất hiện các vấn đề về chất lượng. Trước khi đập Tam Hiệp chứa nước vào năm 2003, nhóm nghiên cứu nghiệm thu công trình của đập Tam Hiệp của Phúc Vụ Viện đã phát hiện gần 100 vết nứt ở phía ngoài của đập. Từ năm 2008 đến nay, đã xảy ra hơn 600 thảm họa địa chất ở khu vực hồ chứa. Trung và hạ lưu của sông Trường Giang thường xuất hiện khí hậu bất thường trong mấy năm liền, như động đất, hạn hán, nhiệt độ cao, lũ lụt. Hồ Bà Dương gần như khô cạn. Hàng triệu người dân trong khu vực đập Tam Hiệp ngày đêm sống trong sợ hãi. Bởi vậy mà số lượt kiến nghị mỗi năm đã đạt hơn 90.000 lượt, liên tục không giảm trong những năm sau đó. Đến năm 1992, khi kịp lãnh đạo Giang Trạch Dân khởi động mạnh mẽ dự án Tam Hiệp, giới học thuật Trung Quốc từng xảy ra những tranh cãi gay gắt. Rất nhiều học giả cho rằng việc xây dựng đập sẽ ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sinh thái và thảm họa địa chất. Sự an toàn của bản thân đập nước này cũng rất khó được đảm bảo. Trong nhật ký Tam Hiệp do Lý Bằng xuất bản năm 2003 đã nói về Giang Trạch Dân. Sau năm 1989, tất cả các quyết sách lớn về công trình đập Tam Hiệp đều do Giang Trạch Dân chủ trì quyết định. Tại lễ mừng hoàn thành công trình đập Tam Hiệp năm 2009, không có một lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nào tới để chúc mừng. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2013, Quân ủy Trung ương đã điều động gần 5.000 binh sĩ để bảo vệ sự an toàn của đập Tam Hiệp, đủ thấy những nguy cơ tiềm ẩn của đập Tam Hiệp. Sự thật về đập Tam Hiệp là gì? Ông Vương Duy Lạc, một chuyên gia về đập Tam Hiệp, nói với Epoch Times rằng chất lượng thi công ban đầu của đập Tam Hiệp rất kém, bao gồm cả bờ phải, huyệt chống phía dưới nền đá khá nhiều, bộ phận chống sẽ hình thành những khe nứt phía sau, dần dần sẽ đến do rỉ nước, sau đó các vấn đề nghiêm trọng sẽ khiến toàn bộ con đập bị hủy bỏ. Hoàng Tiêu Lục, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng, người chủ trì quỹ ngân sách nghiên cứu Hoàng Vạn Lý, ông cũng cho rằng, cho dù đập có biến dạng hay không, đập Tam Hiệp sẽ gây ra một thảm họa rất lớn. 3 năm trước đã có một trận lũ lụt ở lưu vực sông Tương Giang, Trường Giang. Trong vòng bạn bè trên WeChat ở Đại Lục có người nói, chuyên ngành thủy điện của Đại học Tứ Xuyên rất mạnh, có không ít sinh viên tốt nghiệp đã làm việc ở đập. Những cựu sinh viên này nói, không biết làm như thế nào, nổ, hủy đi cũng không biết hủy ra sao, bảo vệ cũng không biết bảo vệ như thế nào, cực kỳ nguy cấp, ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Vương Duy Lạc nói, công trình đập Tam Hiệp bắt đầu thử vận hành vào năm 2003, đến nay vẫn chưa được nghiệm thu, không ai dám đảm bảo chất lượng của nó. Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, thì hơn 700.000 người sống ở Nghi Xương sẽ bị thiệt mạng. Ông nói thực ra đập Tam Hiệp hủy đi sớm cũng tốt. Ông nói hủy cũng rất đơn giản, chỉ cần mở tất cả các miệng cống để nước tự do chảy ra. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không muốn làm như vậy. Nếu bây giờ hủy bỏ, công trạng trước đó cũng không còn nữa. Cũng vào giữa tháng này của 3 năm trước, trên mạng lan truyền một đoạn đối thoại giữa một luật sư của người Trung Quốc và người bạn về đập Tam Hiệp. Ông cầu cứu nể tình hàng trăm triệu mạng sống người dân ở Trung và hạ lưu sông Trường Giang, cơ quan nhà nước tối cao nên thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt
tiến hành đánh giá chuyên nghiệp, cởi mở và có thẩm quyền về những ưu và nhược điểm của con đập. Đây là một vấn đề ngàn cân treo sợi tóc. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.